Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là các bước lập trình cái dòng vi điều khiển là HOTEX 8-bit. Thì ở đây mình sẽ xem xét vi điều khiển là HT66F018. Thì cơ bản các bạn, mình sẽ có 5 bước nè. Thứ nhất là bạn phải có kiến thức cơ bản về CC cộng cộng. Thì dưới cái video này mình có cái link để các bạn tải cái tài liệu cũng như là cái phần mềm và cái code của cái CC cộng về các bạn tham khảo để ứng dụng cho cái việc mà mình viết code cho vi điều khiển là HOTEX. Tìm hiểu và đọc về datasheet. Thì bạn muốn tìm hiểu về cái dòng vi điều khiển nào đó thì các bạn phải đọc datasheet của dòng vi điều khiển đó. Thì các bạn có thể tải cái datasheet của cái dòng vi điều khiển HT66F018 này trên trang web của HOTEX nè các bạn. Đó. Thì trong đây người ta cho mình một số cái tài liệu này cũng như là datasheet của cái dòng vi điều khiển này. Rồi đây là cái thư viện cũng như là một số cái code mẫu nè, các bạn có thể tải về các bạn tham khảo. Đó thì dưới cái video này mình sẽ để cái đường link cho các bạn truy nhập vào. Thì ngoài cái vi điều khiển HT66F018 các bạn, nó còn một số cái vi điều khiển khác nữa nè. Đó. Thì bạn có thể vào cái trang web của HOTEX thì các bạn có thể tham khảo. Đó rồi là vi điều khiển 32 bit nè. Rồi một số dòng vi điều khiển khác nữa nè. Đó, thì các bạn có thể vào đây các bạn xem. Rồi cái thứ ba là cái phần mềm viết code và cái phần mềm biên dịch. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm là HT IDE 3000. Thì đây là cái giao diện của cái phần mềm mà mình dùng để mình viết code và biên dịch ra cái file head cho cái vi điều khiển HT66F018, tức là vi điều khiển HOTEX 8 bit các bạn. Rồi cái thứ tư là cái kit phát triển hoặc là kit thí nghiệm. Thì ngoài thị trường nó cũng có một số cái kit để mình lập trình làm quen với dòng vi điều khiển HOTEX. Thì các bạn có thể tham khảo ở cái trang web là bvtshop.vn. Thì ở đây mình có một cái kit phát triển cho cái dòng vi điều khiển là HT66F018. Thì các bạn tham khảo cái kit phát triển này ở đây. Rồi là cái mạch nạp và phần mềm nạp code. Thì cái mạch nạp các bạn mình sẽ sử dụng cái mạch nạp là HOTEX WLIN. Thì đây là cái mạch nạp HOTEX WLIN nè các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái mạch nạp này để mình nạp cho cái dòng vi điều khiển là 8 bit của HOTEX. Rồi cái phần mềm mà để nạp code á, mình sử dụng là HOPI 3000 for Elite. Thì đây là cái giao diện của cái phần mềm mình dùng để mình nạp code nè các bạn. Đó. Thì đây là cái giao diện là mình dùng để mình nạp code cho cái vi điều khiển 8 bit của HOTEX. Thì vừa rồi các bạn mình giới thiệu sơ qua các bạn là các bước để mình tiếp cận mình lập trình với cái dòng vi điều khiển HOTEX 8 bit. Thì cơ bản thì bạn tìm hiểu về 5 bước này thì mình sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như là một cái kiến thức cơ bản để mình bắt đầu mình làm quen và mình lập trình với cái dòng vi điều khiển HOTEX 8 bit này. Thì liên quan đến cái dòng vi điều khiển HOTEX 8 bit thì mình cũng có một số cái video mình hướng dẫn các bạn là cài đặt cũng như là viết code và là nạp code cho cái vi điều khiển HOTEX 8 bit này. Thì kính mong các bạn đón xem.